Về những thời điểm cuối năm này thì thị trường căn hộ chung cư đã tiếp tục có những cải thiện tốt về tính thanh khoản cũng như là thêm nhiều nguồn cung mới, và thị trường bất động sản cũng đã ấm dần trở lại khi nhiều chủ đầu tư đã tái khởi động các dự án có tiềm năng. So với cách đây một năm, một số dự án đã có mức tăng giá từ 10 đến 15%. Tổng kho giảm trên 25% so với cuối năm ngoái là 43% vào đầu năm 2013. Ở nhóm phân khúc trung bình như dự án Thăng Long Garden, chung cư Greenhouse, chung cư Sunrise, Building 3, Sài Đồng có đơn giá khoảng từ 20 đến 24 triệu đồng một mét vuông. Trong khi đó, số lượng căn hộ chung cư ở phân khúc thấp tăng đột biến khi một loạt các dự án hoàn thành để người dân kịp bàn giao nhà trước Tết. Giá mới cũng tăng nhẹ từ mức 15 đến 17 triệu. Do người dân được hỗ trợ gói từ 30.000 tỷ nên các giao dịch thành công cũng tăng cao. Theo báo cáo mới đây của Bộ Xây dựng, thị trường căn hộ chung cư chỉ còn tồn kho khoảng 1.900 căn nhà và nhà thấp tầng còn tồn kho khoảng 2.580 căn. Tổng giá trị tồn kho bất động sản ước vào khoảng 9.686 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước. Lượng tồn kho đã giảm trên 25% và so với đầu năm 2013 giảm trên 43%.